Được rồi, phải là nước nhá, không có nước ngọt đâu. Ok, anh uống nước đi. Ừ, anh uống một chút nước. Rồi, hơ chổ là gì nhỉ, biết rồi. Rượu. Hơ khở lơ. Khở lơ là gì? Coca. Cà phê. Cà phê. Rồi, phê là gì ạ? Cốc. Đúng rồi, ly là cốc, chén. Ly, cốc, chén, cái gì mà để đựng nước á. Đựng nước, đựng rượu, đựng cái đồ để uống thì gọi là phê. Nha, xin mời đọc nào. Ủa châu y bê trà. Dầu. Dầu y bê trà. Đúng rồi, y bê trà là gì ạ? Tôi muốn một cốc trà. Tôi muốn một cốc trà. Không kiên phủ nhau y bê chiều. Đúng rồi ạ. Nào, chúng ta xin mời. Nhiều ạ. Ờ, của nhau thẩm bê. Mấy cốc? Không, của nhau thẩm cô bê. Chiều. Lý, nghe chưa? Nào, xin mời ạ. Của nhau hơi y bê nhảy trà. Rồi, có lời tiếp theo. Tôi muốn uống một ly trà sữa. Đúng rồi, tôi muốn uống một ly trà sữa. Dưới này là mình có cái gì nhỉ? Bây giờ là cái cốc này. Bây là ly, là cốc, nhưng nó là lượng từ đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình chỉ cái ly, ví dụ tôi muốn mua một cái ly ấy, hoặc tôi muốn mua một cái cốc thì nó sẽ là bây. Cho nên là ở Trung Quốc ấy, người ta hay tặng cốc cho nhau. Tại sao? Tại vì từ bê sử này nó bằng với từ ý bê sử là cả đời. Nên muốn tặng cả đời của mình cho người ta thì người ta hay tặng cốc cho nhau. Họ tặng gì? Tặng tất. Tặng tất cả? Tặng xong hoa sử là tất cả? Cái tất. À, tặng tất cả. Người Trung Quốc thì người ta hay tặng cốc cho nhau nhá. Hay tặng cốc lắm. Người ta sẽ không tặng lê cho nhau. Bởi vì lê ở trong tiếng Trung là ly tan ấy. Bởi vì người ta sợ là lê là phải bổ mà. Tặng lê cho nhau là tặng sự ly tan, ly biệt. Cho nên không tặng lê, người ta hay tặng những cái kiểu thế này. Cốc, base. Ok chưa? Nào, xin mời tiếp theo là gì ạ? Đúng rồi, hái sư là gì ạ? Hay là, rồi hái sư, hay là. Xin mời nào. Nghỉ dao, nấu rau, hái sư, chinh sai. Đúng rồi, nghỉ dao, nấu rau, hái sư, chinh sai là gì ạ? Bạn muốn hay ăn rau. Thịt gì? Muốn thịt bò. Đúng rồi, bạn muốn thịt bò hay là? Hay là rau xanh. Đúng rồi, trả lời nhận. Nghỉ dao, nấu rau, hái sư, chinh sai. Tôi muốn. Đúng rồi, mình lớn mình không lựa chọn đúng không? Mình chọn cả hai. Nghỉ dao, hưa chám, hải sư hưa. Hưa gì ạ? Hưa nải trà. Đúng rồi, nghỉ dao hưa trà, hải sư hưa nải trà là gì ạ? Bạn muốn uống trà hay là trà sữa? Đúng rồi, xin chào, xin mời trả lời. Của trao hưa nải trà. Rồi, của yêu hưa nải trà. Rồi, hưa nải trà. Yêu hưa trà hay hưa nải trà? Nải trà. Thì nó? Hưa chiều. Xin lỗi. Hưa nải trà. Ok, ý câu. Ý câu là? Tất cả tổng cộng. Rồi, tất cả tổng cộng. Xin mời nào. Ý cung tư sao chứ? Tất cả bao nhiêu tiền? 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 Chỉ vay vân. Mày đọc sang hai lần chứ. Không đầu chữ ít bài thôi. Nào. Chỉ vay. Tổng cộng có mấy cốc. Đúng rồi. Ý câu được chỉ vay là tổng cộng có mấy cốc. Đúng rồi. Nhưng mà tiếp theo. Của yêu y bay trả. Rồi. Ta yêu y bay nảy trả. Ý cung là bay. Rồi là gì ạ? Tôi muốn một ly trà. Anh tính muốn một ly trà sữa. Tổng cộng là hai ly. Đúng rồi, chính xác rồi. Ok. Nào, đây là gì ạ? Tả là gì? To. To, lớn, rồi. Xin mời.
Hình tâm. Hình tâm. Ừ, hình ta. Nó bị lỗi phong mà nhỉ, nó là xế zi. Xế zi hẳn ta. Xế zi hẳn ta là gì? Xế zi. Xế zi hẳn ta. 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 小啦，鸟啊，毛衣很小，毛衣，毛衣，毛衣，毛衣很小，毛衣不小啦。阿妹，哎，哪对？人了的，人啊，对，哦，那大人了的，男人，大人了，男人。ngày xưa không, ví dụ như là dân thường hay gọi quan chức là大人。À, chưa? Hoặc là người giúp việc trong nhà hay gọi người chủ của mình là tả nhân, đúng không ạ? Tả nhân chứ không phải là người lớn nhá. Ok chưa? Tả nhân. Thế nếu xảo nhân thì sao? Xảo nhân. Xảo nhân. Tiểu nhân. Đúng rồi, xảo nhân là chỉ những người như nào ạ? Đẹp thấp cổ với họ. Không. Không phải. Tiểu nhân. Tiểu nhân. Đúng rồi, tiểu nhân. Đúng rồi, tiểu nhân. Ví dụ như là anh ta rất tiểu nhân. Ví dụ nói là tha là một cái xảo nhân. Anh ấy rất là tiểu nhân, được chưa? Anh ấy rất tiểu nhân. Nhờ gọi là hẹp hòi ấy. Chơi không đẹp. Được chưa? Rồi, tiếp theo gì ạ? Cà phê. Cà phê là gì ạ? Cà phê. Cà phê, xin mời nào. Na nhỉ? Cầm đi bê cà phê. Ừ, đi bê cà phê là gì ạ? Một ly cà phê. Một ly cà phê, được rồi. Hư cà phê. Ừ, hư cà phê là? Bố cà phê. Nhi mà hư cà phê mà? Nhi mà hư cà phê mà? Hơ cà phê, dễ hơ cà phê. Nải trà hơ cà phê tố xỉ hoàn. Nải trà hơ cà phê là gì ạ? Trà sữa và cà phê tố xỉ hoàn. Đều thích. Đều thích không? Tố xỉ hoàn sợ. Thế buổi tối mọi người uống cà phê không? Không. Không uống cà phê không? Không. Buổi tối sao? Không à? Không uống đúng không? Mọi người uống cà phê vẫn ngủ ạ? Hơ cà phê vẫn ngủ không? Không ngủ, vẫn ngủ không? Không ngủ. Không ngủ, có thể uống trà sữa buổi tối mọi người mất ngủ không? Uống nải trà không mất ngủ. Trời ơi, đỉnh quá. Xuất sắc nào. Xin mời. Chi rô là? Thịt gà. Rồi, tiếp theo. Chi rô là? Thịt gà. Rồi. Sao lại chịu đi? Nào. Sao khảo là? Thịt xin. Đúng rồi, tiếp theo. Chị cho cái hương vị cuộc sống nữa. Chị chát. Chị chát.
Họ mới Hảo chứ. Đúng. Hảo chứ. Đúng. Ngon. Ngon còn hức. Ngon còn. Có. Nào, sao? Xin là gì ạ? Trái tim là gì? Xin. Thế mình có một từ là xin xoan. Xin xoan. Kiểu là đau xót tim. Bắt tranh của tim. Đau xót. Xót xa. Xin xoan. Xin xoan. Ok. Nào, gì ạ? Khổ. Khổ là gì? Đắng. Đắng. Rồi, đắng. Cũng dành cho cái gì ạ? Dành cho cuộc sống, cả dành cho hương vị. Hương vị ví dụ như là khổ qua rất đắng hả? Khổ qua hấn khổ. Đó. Thế còn ví dụ như nói là tha hấn khổ chẳng hạn, là gì? Anh này em sao? Rất là vất vả, khắc khổ. Được chưa? Khổ trong từ khắc khổ ấy. Cuộc sống người ta rất là kiểu như là người ta gặp rất là nhiều những cái khổ trong cuộc sống, thì người ta gọi là khổ nha. Dưới là gì ạ? Yếu điểm là gì? Một chút. Có chút. Ít điểm là một chút. Thế thì yếu điểm là có một chút hoặc là hơi. Ví dụ mình nói nhá. Ví dụ mình nói là nải trà yếu điểm kiến là gì? Nải trà yếu điểm kiến. Trà sữa một chút ngọt. Rồi mình thay đổi là đúng là phong Việt Nam xem nào. Trà sữa làm sao? Hơi ngọt. Đúng rồi. Yếu điểm là có một chút, nhưng mà mình dịch thuần Việt Nam mình sẽ gọi là hơi, được chưa? Nào, ví dụ mình nói là mình nói là sau khảo này, còn nhớ là sau khảo là gì không? Cái đồ gì mà để lên lửa ấy? À, xin lửa. Xin lửa gọi là gì? Sau khảo. Sau khảo. Ví dụ nói là sau khảo yếu điểm là xin lửa hơi cay mà. Đúng rồi, xin lửa hơi cay, được chưa? Nào, xin mời nhé. Từ đầu ra. Rồi, khi đọc ạ? Đây là gì ạ? Cơ. Cơ là? Cái là lượng từ đúng không? Cái, con, miếng, lượng từ. Rồi, gì đây ạ? Đâu là gì ạ? Đó. Tiếp theo đây là? Chi là? Rau củ. Rau củ quả. Rồi, tiếp đây là gì ạ? Nho. Là? Muốn cần phải. Đúng rồi, muốn cần phải. Tiếp. Chư là? Ăn. Rồi. Ít điểm là một chút, một ít. Rồi đây là gì ạ? Hái là còn. Tiếp yeah. Điểm là hai. Thì sao rồi? Tiếp theo hoàn là bát. Rồi bị phan là cơm trắng. Tiếp theo khoai là nhanh. Rồi xin mời, tiếp theo là gì ạ? Ưa là đói. Rồi tiếp theo Chài là thức ăn, món ăn. Rồi, lượng từ của chài là gì ạ? Tào. Rồi, một đĩa thức ăn là gì ạ? Ý tào chài. Rồi, ok nhá. Đây là mình biết là y, nhưng mà mình đọc mình phải đọc là ý nhá. Nó biến điệu bằng. Tiếp theo là gì đấy ạ? Chá. Rồi tiếp ạ? Chá là? Chá sữa. Tiếp là gì ạ? Ngồi là uống. Tiếp ạ? Bầy là ngồi. Bầy là cái cốc. Rồi gì đấy ạ? Hái sư là gì ạ? Hay là thế nào đấy ạ? Ý công là cộng. Rồi gì đấy ạ? Hải鲜，鱼，对，猪肝，餐，
đúng rồi, tự chủ餐, tự chủ餐, rồi tiếp theo, chi rau, rồi, chu rau, rồi, sao khó, ok, hải sản, rồi, mì, tự chủ餐, rồi, ok tiếp theo, chi rau, rồi, chu rau, rồi, sao khó, hải sản, mì, chu, tự chủ餐, rồi, chi rau chu rau, sao khảo, hải sản, mì, chu chan. Rồi, chúng ta xem lại. Chi rau, chu rau, sao khảo, hải sản, mì, chu chan. Rồi, ok. Nào, mỗi đêm thì hôm nay, mình vẫn xỉu ăn chứ sở mơ? Mì, sao khảo, chu chu chan. Hải sản, mì, mì, sao khảo, tàu. Ok, tàu xỉu ăn chứ hả? Mỗi đêm xỉu. Xin ngon, thiến, lạ, hào chư, xoan, hủ, yếu thiên, yếu gì? Yếu thiện. Yếu thiện. Xin nói. Xin ngon, thiến, lạ, 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 hào chư, xoan, hủ, yếu thiện. Xin ngon, thiến, lạ, hào chư, xoan, khu, khu, khổ, 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 rồi, rồi, ok, xin mời, chỉ hoan, hiến, la, hào chư, xoan, khổ, yếu đẹp, ok, chỉ hoan, hiến, la, hào chư, xoan, khổ, yếu đẹp, ok, bây giờ mình đến phần đúng sao nha, nào, cách để trả lời câu hỏi bạn có cái gì đấy hay không, nào, ví dụ, ví dụ, xin mời lắng nghe, cái gì ạ? Rồi, nghỉ hiểu chứ là gì ạ? Bạn muốn ăn cơm không hoặc là bạn có muốn ăn cơm không? Đúng không ạ? Thế cách trả lời cho câu hỏi này là lặp lại mong muốn có hoặc là không có, yào hoặc là ú yào. Bạn muốn ăn cơm không? Yào hoặc ú yào. Ok chưa? Nào, tiếp theo sẽ là gì ạ? 你去机场吗? Rồi, 你去机场吗? Là gì ạ? Bạn muốn hay không? 机场 chứ mai được rồi, trả lời là 去, 不去, đúng không? Nhớ chưa? Lặp lại động từ ở trong đó nha. Ví dụ như trong trường hợp là 你要吃饭吗? Là bạn muốn ăn cơm không? Ngoài việc là mình trả lời là 要 hoặc 不要 ra thì mình có thể nói là 吃 hoặc 不吃, 不吃 nha, 吃 hoặc 不吃. À, không chứ. Nào, tiếp theo ví dụ mình nói là nǐ hē kāfēi ma? Trả lời là lặp lại động từ hē hoặc hē, đúng không? Ví dụ như là mình nói là nǐ qù qù nǎ lǐ? Qù quǎng chǎng ma? Quǎng chǎng là quảng trường ấy. Hồ Chí Minh quảng chǎng là quảng trường Hồ Chí Minh, là nhà hát lớn, đúng không? Thế bây giờ mình nói là nǐ qù Hồ Chí Minh quảng chǎng ma? Thì mình sẽ trả lời là qù qù hoặc qù qù, đúng không? Nào, thế ví dụ đây là gì ạ? Hơ nhá. Hơ nải trà. Đúng rồi, nǐ xǐ hán hơ nải trà ma? Là bạn làm sao? Bạn thích uống trà sữa không? Thế mình sẽ trả lời là gì? Xǐ huān. Xǐ huān hoặc nǐ bù xǐ huān, đúng không ạ? Xǐ huān hoặc bù xǐ huān. Nó có một cái cụm nữa, nó là cụm không cái gì lắm. Bù hơ có được không? Nǐ xǐ huān hơ nải trà ma? Thì mình chỉ nói là xǐ huān hoặc bù xǐ huān thôi. Còn nói là không được, không uống. Ví dụ bây giờ mình hỏi là này bạn có thích uống trà sữa không? Không thích uống lắm. Chứ mình sẽ nói là không uống. Tại vì người ta không mời mình đâu. Đúng rồi. Nên ví dụ như là nỉ hơ nải trà ma chẳng hạn, gọi là hơ hoặc là không hơ, đúng không? Trong trường hợp mình người ta hỏi cái gì mình trả lời đúng cho công nhỏ nhé. Mình có một cấu trúc nữa, đó là cấu trúc làm giải mức độ của định. Ví dụ quay trở lại câu chuyện hồi nãy là bạn có thích uống trà sữa không, thì mình có là thích hoặc là không thích, đúng không? Chỉ hoan hoặc không chỉ hoan. Thế thì mình để giảm cái mức độ phủ định đi. Mình nói là nếu mình nói là không thích uống thì nghe nó hơi phủ định quá, thì mình sẽ có thể nói là gì? Mình không thích uống lắm. Đấy chưa? Không thích lắm. Đó. Thế thì không thích lắm thì mình sẽ có cụm từ là ủ, có cái thải, có cái hình dung từ một động từ nha, để giảm nhẹ mức độ phủ định, ngữ khí nhẹ nhàng hơn. Ví dụ câu chuyện như này
thích hay không. Thế mình sẽ trả lời là nếu mà thích là sẽ gọi là xỉ khoan, không thích thì sẽ là bất xỉ khoan. Nhưng nếu như mình nói là xỉ khoan thì ok, không vấn đề gì. Nhưng nếu mình nói là bất xỉ khoan thì nghe nó có vẻ hơi nặng nề quá, đúng không? Thế thì mình sẽ phải sử dụng một cái ngữ khí nhẹ nhàng hơn để giảm bớt đi là không thích lắm, chứ không phải không thích. Được rồi, là bố thả xỉ khoan. Nào, xin mời đọc một câu một ạ. Đến ai tìm này? Từ đầu đi rồi. Nếu đâu hỏi chi mà. Rồi, nếu đâu hỏi chi mà là gì? Thịt bò có ngon không? Đúng rồi, thịt bò có ngon không? Nếu đâu bú thai hỏi chi. Bú thai. Bú thai hỏi chi. Rồi là gì ạ? Thịt bò không ngon. Thịt bò không ngon lắm, đó chưa ạ? Thế này. Nghỉ xỉu ăn chứ sao? Sao khả mà? Rồi là gì ạ? Là đạo đức. Bạn thích thịt xin nướng không? Ừ, thế ăn đồ nướng không? Thật ra là từ shop hả? Nếu ngoài thịt xin nướng ra thì nó còn có những cái đồ nướng ấy. Ví dụ như là mấy cái tròn 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 ấy, hoặc cá nướng ấy. Những cái đồ mà nướng ở trên than, trên lửa ấy thì gọi là shop hả? Gọi là đồ nướng. Nhưng mà cái đồ nướng này không phải dùng buffet nhá. Cái đồ nướng buffet là khác, shop hả là khác. Ngày barbecue. Barbecue đúng rồi. Nên nướng là shop hả? Trà xin nướng à? Nếu là khảo nướng nải là trà sữa nướng. Khảo nướng nải rồi, nhưng mà có trà sữa nướng không? Có ở đâu? Có ở đâu? Số 1 thì con có xem nữa. Số 1 thì con có xem. Cũng quay cái vấn đề nướng nải trắng ấy. À khảo nải trắng ấy. Khảo nướng nải. Khảo cái gì cái gì? Nướng nải nó sữa bò sữa bò. Đúng rồi, khảo nải trắng. Trà sữa nướng nải trắng. Khảo nải trắng. Đúng rồi. Thì có một cái thương hiệu đó là y hơ khao tay. Y hơ khao tay. Y hơ khao tay. Y hơ khao tay. À đấy ạ, à? Ở đâu ở chị? Hồ Sen. Hồ Sen. Là tên là gì? Mô La. Góc phố. Góc phố. Góc phố. Ok. Góc phố. Đi đi lại. Nào. Nhưng mà sao đây? Bố thai xỉ hoan. Rồi, bố thai xỉ hoan là thích lắm. Tôi không thích lắm. Được rồi, mà sớm lấy sao? Tha tờ Hàn ủy bố. Hàn ủy. Hàn ủy bố thai họ. Đúng rồi, Hàn ủy là tiếng Hàn, là tiếng Trung Quốc này. Còn Hàn ủy là tiếng Hàn Quốc. Cho nên mình chú ý nhá. Tha tờ Hàn ủy bố thai họ. Đúng không? Là gì ạ? Ai ấy tiếng Trung Quốc. Cái gì của anh ấy? Tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc của anh ấy không tốt lắm. Không tốt lắm, đúng không ạ? Nào, bây giờ mình phân tích từng trường hợp của nhá. Ví dụ bây giờ mà My có nấu một đĩa thịt bò mời Kiên ăn. Thế Kiên hỏi, My hỏi, anh ấy ngon không? Kiên có dám nói là có hợp sư không? Ừ. Không, đúng không? Mình không dám chê đấy. Đó, ừ, thế nhưng mà ví dụ nhá. Ví dụ là khó ăn quá, mình sẽ nói là khai hợp sư. Đó, hoặc là yếu điểm có hợp sư. Yếu điểm là có chút, hơi không ngon tí, đúng không ạ? Thế nên để mà nói giả để tránh, mình sẽ không nói là có hợp sư, mình sẽ nói là ok chưa? Ok, xong trường hợp. Ví dụ như là bạn mình, ví dụ như là chị Minh mời My đi. Mời My đi ăn đồ nướng, hỏi là này. Em ăn đồ nướng không? Thích ăn đồ nướng không? Đi ăn với chị đi. Thế thì mình ngoài việc ngoài việc là mình nói, mình tưởng tượng là mình không thích ăn đấy. Được chưa? Mình nói là, nếu mình nói là bộ bất xỉ hoan thì nghe có vẻ hơi khó nghe một chút xíu, được chưa? Hơi khó, hơi bị phủ định quá. Thế thì mình sẽ nói là bộ thai họ sư, nói giả để tránh. Hoặc là mình nói là, chị ơi, bộ thai xỉ hoan hay là mình ăn cái khác đi. Kiểu như thế, được chưa? Thế ví dụ như là tiếng Hán của anh ấy, tiếng Trung của anh ấy nghe hơi tệ thật. Nhưng mình không thể hẳn lên được, mình phải nói nhẹ nhàng thôi, bảo là tiếng Hán của anh ấy không được tốt lắm, thôi để tôi nói hộ anh ấy cũng được, được chưa? Cho nên là trong tiếng Trung Quốc, khi nhất là mình nói chuyện với người Trung Quốc ấy, mình ít nên phủ định thôi. Được chưa? Mình nói giảm mà tránh. Được chưa? Kể cả anh ấy có số chứ nữa cũng đừng chơi với số. Anh ấy không được đẹp lắm. Đấy, được chưa? Nha. Yeah. Rồi, các câu thông dụng là xin mời mọi người đọc một câu đi ạ. Ai đọc nhỉ? Xin xong nhỉ? Ai đọc cái chân nhanh nhỉ? Mì mân giao mù giao chư nhiều rồi. Đúng rồi là gì ạ? Yêu của yêu nhá, mỉ mân là các bạn. Yêu của yêu là gì ạ? Muốn hay không? Muốn. Rồi, muốn cái gì đâu? Chư nhiều rồi là? Ăn thịt bò. Đúng rồi, ăn thịt bò gì ạ? Hỏi chấm nè. Yêu của yêu là muốn hay không muốn? Không
Các bạn muốn ăn thịt bò hay không? Đúng rồi, các bạn muốn ăn thịt bò hay không? Chính xác, sao đây ạ? Của người đâu, những rau, chi rau, chi chả. Rồi là gì ạ? Bạn muốn ăn thịt, à bạn muốn thịt bò à? Không. À tôi nhỉ? Tôi muốn thịt bò, thịt gà, với rau. Đúng rồi, ok. Ờ, chị tao chai hình hào chứ? Hình hào chứ? Rồi là gì? Thức ăn. Món ăn. Món ăn có ăn ngon không? Không. À đây. Món rất ngon. Ăn món ăn ngon. Món ăn gì? Đây là. Này. Đây là món ăn ngon. Không. Món này. Món này ăn ngon. Đúng rồi, món này ăn rất ngon. Rồi, thế nào ạ? Chai y điểm đông. Rồi, nghe phân tích này. Chưa tao sai là gì ạ? Món này y điểm là chút. Tô là tất cả. Đều, cái tình. Y điểm tô là một chút đều. Bù hảo sư, một chút cũng không ngon. Đó, y điểm. Nếu mà mình dịch cút đánh quất thì có phải từ tô này mình sẽ thành mình dễ không? Dễ là cũng dễ đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái này mình chưa học. Nhưng mà ví dụ như mình nói rằng là y tiện dễ của học sư cũng được. Nhưng y tiện tô của học sư là mình gói gọn bao gọn vào. Chả ngon cái gì cả. Y tiện tô là chả cái gì đó cả. Y tiện tô của học sư là chả ngon cái gì cả. Ví dụ mình nói là nải trà y tiện tô của học hơ là gì? Chả sữa chả ngon cái nào cả. Đúng không? Đó, thế nên trong mặt này mình nói là chưa tao xài y tiện tô của học sư thì sẽ làm gì ạ? Cái món ăn này béo hay chê? Béo không ngon. Bây giờ món ăn này sao? Béo không ngon thì chả ăn luôn. Cái món này thì sẽ không ngon thì nào, được chưa? Nào, tiếp theo. Cho tao xài dấu đẻ ngã. Lạ. Rồi là gì ạ? Món ăn này hơi cay. Hơi cay, đúng rồi, chính xác, tức là đẹp. Nải trà dấu tiền thiến. Đúng rồi, nải trà dấu tiền thiến là gì ạ? Trà sữa hơi ngọt. Trà sữa hơi ngọt, chính xác rồi. Tiếp theo ạ? Với lại rau hưa nhú nải. Rồi là gì ạ? Tôi cũng muốn uống trà sữa. Chính xác rồi. Trà sữa? Tôi cũng muốn uống sữa cho bò. Sữa. Đúng rồi, tôi cũng muốn sữa bò. Nào, tức là đẹp. Là cao cay. Tao gì? Tao chai. Làm tao chai. Rồi. Chính cung. Ba xíu chảo khoai trắng. Rồi là gì ạ? Là hai. Hai món này tất cả tổng cộng là. Ba xíu chảo là 39.000. Tám mươi chín. 89 gì? 89 là 89 tệ. Tệ, đúng rồi. 89 là 89, khoai tiền là tệ. Là tiền của Trung Quốc. Khoai tiền là tiền Trung Quốc. Nào, ok. Nào. Nhi mân chỉ hoang, bu chỉ hoang, hứa cà phê. Không. Yes, chỉ mân chỉ bu chỉ hoang. Đúng rồi, chỉ bu chỉ hoang. Chỉ đấy thôi. Chỉ bu chỉ hoang là thế này. Chỉ hoang là thế này. Chỉ hoang là đúng không? Chỉ có chỉ hoan thì chỉ vui chứ không? À là các bạn có thích uống nó là không? Phải không? Phải không? Là thế là để vu cần vị chi vu chi hương nải trà. Rồi các bạn đi à các bạn uống trà sữa không? À đâu đi bạn uống trà sữa không? Bạn đi uống trà sữa không? Bạn có đi uống trà sữa không? Bạn có đi uống trà sữa không? Chị ơi chị, chị vu chi hương nải trà. Trả lời. Không, 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 không